chỉ là tình cờ chúng ta gặp mà, nhưng tại sao em đã thấy thân mật ngay lần đầu anh chào anh mất? Hay vì vũ trụ luôn có cách để sắp đặt? Và mỗi ngày kiếp chúng ta trải qua vô số mảnh ghép của thời gian, hai linh hồn lại quay về nhà. Mơ hồ sâu kín trong tiềm thức, em đã nhìn thấy anh từ trước, những giấc mơ giữ bao hiện thực. Và đây là mới thật, em chẳng biết điều, chỉ biết rằng hai trái tim nó rung động ở cùng một số. Mọi thứ về trên những vì sao, rằng anh với em sẽ đến bên nhau. Gần nếu ta chỉ là những hạt cát trôi giặt trên những sa mạc bao la, nếu ta chỉ là những ảo giác mơ màng vô tận cho từng giác quan. Và nếu ta chỉ là những đốm sáng lấp lánh xa thật xa trong khoảng không. Và tất cả những thứ ta đã cũng chỉ dành để một điều duy nhất, rằng tình yêu này ta chưa bao giờ đánh mất. Và mỗi ngày